Anh hùng Phạm Tuân, đừng bao giờ quên 12 ngày đêm lịch sử. Các bạn thân mến, chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không đã buộc Mỹ phải xuống thang, ngồi vào bàn đàm phán để ký hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, đồng thời cũng tạo tiền đề cho cuộc tổng tiến công giải phóng hoàn toàn miền Nam năm 1975. Nhắc đến Điện Biên Phủ trên không, không thể không nhắc tới anh hùng phi công Phạm Tuân, phi công đầu tiên bắn rơi B-52 trên bầu trời Hà Nội. Trong video của ngày hôm nay, hãy cùng Chân Dung Lịch Sử tìm hiểu rõ hơn về nhân vật đặc biệt này nhé! Một, tiểu sử của phi công Phạm Tuân. Phi công Phạm Tuân sinh ngày 14 tháng 2 năm 1947 tại xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Ông có vợ là thượng tá, bác sĩ quân y Trần Thị Phương Tiến và hai con là Phạm Hằng Thu, Phạm Anh Tuấn. Tháng 9 năm 1965, khi đang học năm cuối cấp 3, Phạm Tuân được gọi vào nhập ngũ. Lúc đó, chàng thanh niên Phạm Tuân chỉ cao có 1m65 và nặng 52kg, không đủ tiêu chuẩn để thi tuyển phi công. Phạm Tuân đi học thợ máy, sửa chữa máy bay. Sau một thời gian ngắn, do thiếu phi công chiến đấu, Phạm Tuân được tuyển lại học phi công. Ông được tuyển vào binh chủng Không quân Nhân dân Việt Nam năm 1965, tốt nghiệp trường phi công quân sự ở Liên Xô năm 1967 và trở thành sĩ quan lái máy bay chiến đấu của Trung đoàn 921 Sao Đỏ, tham gia chiến đấu bảo vệ vùng trời miền Bắc Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Giữa năm 1972, ông là một trong 12 phi công được chọn để đào tạo lái tiêm kích bay đêm, chuẩn bị cho việc bắn hạ máy bay B-52. Tiêm kích bay đêm yêu cầu kỹ thuật cao hơn nhiều so với lái tiêm kích ban ngày. 2. Bắn rơi B-52. Hà Nội, mùa đông năm 1972, cách đây 48 năm, đã chứng kiến 12 ngày đêm khói lửa trong trận chiến Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, với chiến thắng vang dội, đập tan âm mưu của đế quốc Mỹ đưa Hà Nội về thời kỳ đồ đá. Đánh B-52 ban ngày thì chẳng có gì là khó cả, vì bản thân nó to cồng kềnh như cái máy bay dân dụng. Nhưng vì Mỹ chỉ tấn công ban đêm, và lại còn có khả năng gây nhiễu radar rất mạnh, ảnh hưởng tới cả radar mặt đất và radar phi cơ chiến đấu, nên việc phát hiện và cất cánh đánh B-52 là rất khó. Ngoài ra, ta còn không dễ dàng gì tiếp cận được B-52 bởi bảo vệ nó là nhiều lớp máy bay chiến đấu Mỹ. Trước cả khi B-52 vào không phận nước ta, Mỹ đã dùng tên lửa không đối đất để đánh vào những khu vực trọng yếu như sân bay, trạm radar của ta. Vào đêm 27 tháng 12 năm 1972, Phạm Tuân bắn rơi một máy bay B-52 của Mỹ, trở thành người đầu tiên bắn hạ được loại máy bay này từ trên không và trở về an toàn. Nếu không kể một phi công khác, tên là Vũ Đình Rạng, đã bắn trúng máy bay B-52 của Không quân Mỹ vào ngày 20 tháng 11 năm 1971. Tuy nhiên, Vũ Đình Rạng chỉ phóng một tên lửa nên chiếc B-52 không rơi ngay tại chỗ mà chỉ bị hỏng nặng và vẫn cố hạ cánh được xuống sân bay. Nhưng vì hỏng quá nặng nên không sửa được và đã bị tháo dỡ. Đêm 18 tháng 12, khoảng 7 giờ tối, địch bắt đầu mở chiến dịch đánh vào Hà Nội. B-52 bay ở độ cao khoảng 10 km, tốc độ từ 900 đến 950 km/h. MiG-21 của Việt Nam khi đó có thể tiêu diệt B-52. Tuy nhiên, chúng chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đưa B-52 vào Hà Nội. Mỗi khi xuất kích chiến đấu, B-52 thường được nhiều máy bay khác bay cùng để yểm trợ như F-4, F-100, F-111. Mặt khác, hệ thống làm nhiễu sóng radar của các máy bay này rất tốt, nên chúng ta rất khó phát hiện ra B-52 để triển khai tấn công. Trung tướng Phạm Tuân nhớ lại, chúng tôi nhận được lệnh của trên là bằng mọi giá phải ngăn chặn, không quân phải cất cánh, tên lửa phải đánh với mệnh lệnh, nếu không bắn được B-52 thì phải xua đuổi để không cho chúng vào Hà Nội. Bảo vệ mục tiêu là trên hết. Máy bay B-52 của Mỹ thời đó được coi là siêu pháo đài bay, là một trong ba loại vũ khí chiến lược của Mỹ lúc bấy giờ, gồm B-52, tàu ngầm nguyên tử và tên lửa hạt nhân. Đó là vũ khí chiến lược, hay còn gọi là quả đấm thép của Mỹ để triển khai cuộc chiến tranh hiện đại. Chiếc MiG-21 FM của Phạm Tuân cất cánh lúc 22 giờ 16 phút đêm ngày 27 tháng 12 năm 1972 từ sân bay dã chiến Yên Bái. Theo chiến thuật, đi thấp kéo cao nhằm tránh radar của máy bay địch. Sau khi dẫn đường, mặt đất thông báo cách phi đội địch 8 đến 9 km. Phạm Tuân kéo cao rồi tăng tốc máy bay
dùng tốc độ cao để bất ngờ bay vọt qua hai tốp F4 hộ tống, khiến những chiếc F4 không kịp phản ứng. Sau khi vọt qua đội F4 hộ tống, ông tiếp cận hai chiếc B-52 khi còn cách B-52 khoảng 4 km, dẫn đường mặt đất ra lệnh bắn. Nhưng Phạm Tuân chờ thêm mấy giây để tiếp cận gần hơn rồi mới bắn. Chiếc MiG-21 cũng tắt radar và các thiết bị liên lạc để B-52 không phát hiện ra là đang bị áp sát. Ông bắn rơi một chiếc trên vùng trời phía tây Hà Nội bằng hai quả tên lửa không đối không NHK-8912, rồi trở về hạ cánh xuống sân bay Yên Bái. Phi công Phạm Tuân kể rằng, do B-52 trang bị nhiều mồi nhiệt làm nhiễu đầu dò tên lửa, nên ông đã cố gắng áp sát B-52 ở cự ly 2-3 km rồi mới phóng tên lửa, dù tầm bắn của tên lửa là 8 km. Ở cự ly này, tên lửa chỉ mất đến 2-3 giây để tới mục tiêu, nên chiếc B-52 sẽ không kịp thả mồi nhiễu. Rút kinh nghiệm từ vụ của Vũ Đình Rạng, chỉ phóng một quả tên lửa thì không đủ để hạ tại chỗ, nên ông đã phóng liền cả hai tên lửa vào mục tiêu, không giữ lại tên lửa dự phòng. Sau khi bắn, Phạm Tuân giảm tốc, kéo máy bay lên cao và lật ngửa máy bay để thoát ly, thì nhìn thấy chiếc B-52 nổ. Sau đó máy bay bay lao vượt qua phía trên điểm nổ. Tuy nhiên, do động tác kéo cao, thoát ly cấp tốc này, nên máy ảnh phía mũi chiếc MiG-21 đã không thể chụp lại khoảnh khắc đó để làm tư liệu. Một số nguồn tài liệu Hoa Kỳ cho rằng tên lửa của ông đã bắn trượt. Chiếc B-52 đã trúng tên lửa SAM-2 rồi nổ trên không trung, khiến Phạm Tuân nghĩ rằng tên lửa của ông đã phá hủy mục tiêu. Nhưng nếu dưới góc độ kỹ thuật phân tích, điều này là rất khó xảy ra. Thời gian từ khi phóng tên lửa tới khi thoát ly của Phạm Tuân chỉ kéo dài có 4-5 giây. Trong khoảng thời gian chỉ tích tắc đó, rất khó có chuyện trùng hợp tới mức chiếc B-52 vừa thoát khỏi tên lửa từ MiG thì lại trúng ngay SAM-2 từ mặt đất phóng lên. Với chiến công này, ngay sáng hôm sau, ngày 28 tháng 12, ông đã được Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi điện khen. Ông được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam ngày 3 tháng 9 năm 1973. Khi đó, ông mang quân hàm thượng úy, biên đội trưởng thuộc Đại đội 5, Trung đoàn 921, Sư đoàn Không quân 371. Phạm Tuân chia sẻ, chiến công của ông có 80% là may mắn, nhưng may mắn ở đây là có thời cơ và phải biết chớp được thời cơ đó thì mới làm nên chuyện. Ông cho biết, trận ấy không thực sự phức tạp, nhưng thành quả đó có được là do chúng ta đã từng đổ xương máu, đổ mồ hôi cho những trận chiến đấu trước. Trước khi đem B-52 ra đánh phá miền Bắc, Mỹ đã nghiên cứu rất kỹ lực lượng, phương tiện của chúng ta. Mỹ nắm rất rõ chúng ta có những loại tên lửa, pháo, máy bay nào và thuộc từng sân bay của ta. Do đó, Mỹ rất tự tin mang B-52 ra ném bom, đánh phá Hà Nội và các tỉnh khác vào cuối năm 1972. Trong 12 ngày đêm, địch đã xuất kích 663 lần một chiếc máy bay chiến lược B-52 và hơn 3.800 lần một chiếc máy bay chiến thuật các loại. Ta đã bắn rơi 81 máy bay, trong đó có 34 máy bay B-52 và 5 máy bay F-11. 3. Tôi từng nghĩ ra đi không hẹn ngày về. Năm 1977, Phạm Tuân được cử đi học tại Học viện Không quân Gagarin, Liên Xô. Năm sau chuyển loại sang bay vũ trụ. Phạm Tuân được chọn vào đội bay quốc tế thứ 6 trong chương trình Intercosmos của Liên Xô ngày 1 tháng 4 năm 1979. Vị trí của ông ban đầu thuộc về phi công Nguyễn Văn Cốc, nhưng ông Cốc về sau bị loại vì không vượt qua được bài kiểm tra thể lực. Cùng được chọn với Phạm Tuân còn có phi công dự bị Bùi Thanh Liêm, người sẽ thế chỗ Phạm Tuân nếu có sự cố bất ngờ. Khi được hỏi về điều mà ông nghĩ tới đầu tiên sau khi được chọn bay vào vũ trụ, phi công Phạm Tuân trả lời: "Chỉ đến ngày cuối trước khi bay, chúng tôi mới nhận được thông báo Gorbatko và tôi là đội bay chính thức. Bukowski và Bùi Thanh Liêm là đội bay dự bị. Chúng tôi có 2 giờ nghỉ trưa trước khi bay. Đó là khoảng thời gian tĩnh lặng duy nhất và những ý nghĩ vẩn vơ thoáng qua rằng quả tên lửa sẽ đẩy mình lên thế nào? Liệu mình có còn được quay lại để gặp gỡ gia đình, vợ con, bạn bè hay không?" Sau khẩu lệnh cuối, phóng, một tiếng nổ chát chúa, con tàu rung lên, rời bệ phóng. Phạm Tuân cùng với nhà du hành vũ trụ Xô Viết Viktor Vasilievich Gorbatko được phóng vào không gian từ sân bay vũ trụ Baikonur trên tàu Soyuz 37 vào ngày 23 tháng 7 năm 1980 và trở về trái đất ngày 31 tháng 7 trên tàu Soyuz 36. Họ thực hiện nhiệm vụ trên trạm không gian Salyut 6 cùng với 2 nhà du hành vũ trụ Xô Viết khác. Phạm Tuân trở thành người Việt Nam, người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Ông đại diện cho thế hệ thanh niên Việt Nam thực hiện được mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Nhắc tới rủi ro, trước chuyến bay của ông, đội bay Bulgari Liên Xô đã xảy ra bất trắc và lắp ghép không thành công. Họ phải quay về hạ cánh. Khi tàu hoạt động trên vũ trụ, đội của ông cũng gặp trục trặc. Hệ thống động cơ đang hoạt động bình thường thì dừng lại, còn tàu chỉ còn quay theo hướng điều khiển. Phạm Tuần hơi lo lắng, nhưng có bác cô nói rằng tắt tất cả các hệ thống, chờ đến phiên liên lạc thì sẽ báo cáo. Khi đó, ý nghĩ bất an ùa về và thấy cháu ông chỉ còn biết nằm chờ, chuẩn bị báo cáo. Thật may, sau khi được trung tâm hướng dẫn xử lý, động cơ của con tàu đã hoạt động trở lại bình thường. Khi đó, chúng tôi bay ở quỹ đạo trung gian hơn 300 km. Đến bây giờ, có những lúc tôi vẫn thoáng nghĩ về khi đó nếu chẳng may. Trong toàn bộ thời gian trên quỹ đạo, Phạm Tuân đã tiến hành các thí nghiệm khoa học về hòa tan các mẫu khoáng chất trong tình trạng không trọng lực. Ông cũng tiến hành các thí nghiệm khoa học cây trồng trên bèo Hoa Dâu. Phạm Tuân cũng chụp ảnh Việt Nam từ quỹ đạo trái đất. Phạm Tuân ở trong không gian trong vòng 7 ngày, 20 giờ và 42 phút. Ông đã thực hiện tổng cộng 142 vòng quỹ đạo quanh trái đất. Phi công Phạm Tuân chia sẻ, tàu bay qua tất cả các nước. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy sao lấp lánh, to hơn và cũng sáng hơn nhiều vì không gian tinh sạch. Rồi cảnh mặt trời, mặt trăng. Tôi đã cố gắng tìm giải đất hình chữ S thân thương để ngắm nhìn. Trước đó tôi cũng lái máy bay rất nhiều, nhưng để bay cao như thế này thì có lẽ cả đời chỉ có một. Cảm giác quá tự hào. Trung tướng Phạm Tuân cho biết thêm, chúng tôi đã lựa chọn những vật phẩm mang vào vũ trụ là nắm đất ở Ba Đình, lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ảnh đồng chí Lê Duẩn, tuyên ngôn độc lập, di chúc của Bác. Nó là thông điệp nói với bạn bè khắp Nam Châu rằng ngọn cờ của Việt Nam đã có trong vũ trụ, tên Việt Nam được in vào bản đồ vũ trụ quốc tế. Qua đó chứng minh rằng người Việt Nam không những chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mà với sự giúp đỡ của bạn bè Liên Xô, Việt Nam hoàn toàn có khả năng làm tốt trong cả các lĩnh vực khoa học công nghệ. Vấn đề ăn uống của ông và anh hùng Gorbatko trên con tàu Soyuz rất thú vị. Thức ăn được chuẩn bị cho cả tuần, trong đó nhiều loại phải cô đặc đóng vào tuýp. Vỏ hộp đồ ăn vứt như thế nào cũng được tính toán kỹ lưỡng. Cái gì mang được xuống đất thì phải gom lại, vì nếu không nó sẽ bay lơ lửng trên không. Ngay cả việc đi vệ sinh cũng phải thận trọng và có công nghệ xử lý, không để gây ô nhiễm vũ trụ. Phạm Tuân kể, nhiều người đồn thổi ông chỉ đi ké nhà du hành vũ trụ Gorbatko chứ không có vai trò gì. Phạm Tuân khẳng định lại, tôi cho rằng những người đó chẳng hiểu gì về chuyến bay vũ trụ cả. Con tàu vũ trụ đòi hỏi phải có hai người điều khiển. Gorbatko là người lái chính, điều khiển con tàu, còn tôi là lái phụ trách các thông số kỹ thuật, bảng điều khiển. Việc phối hợp lái chính, lái phụ phải ăn khớp, không thể có chuyện người này điều khiển còn người kia chỉ ngồi nhìn. Ông cũng bị đàm tiếu về việc mang bèo Hoa Dâu lên vũ trụ, cho rằng ông thiên vị quê nhà Thái Bình, chuyên băm bèo cho lợn ăn. Phạm Tuân cho biết, chuyện mang bèo đi là do đội ngũ các nhà khoa học của ta và bạn quyết định, chứ ông không thể thích mang gì thì mang. Bèo Hoa Dâu dễ sinh sôi nảy nở, hút khí carbonic, sản sinh ra oxy. Trên vũ trụ lại có rất nhiều tia nhiễm xạ có tác động lên con người, lên sinh vật, tạo nên sự đột biến sinh học, và mang bèo Hoa Dâu lên là để phục vụ mục đích nghiên cứu này. Chuyến bay trở thành sự kiện lịch sử trong đời sống nhân dân hai nước, ghi một mốc son mới vào sự phát triển tinh thần hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Liên Xô trước đây, cũng như đối với Liên bang Nga ngày nay. Chuyến bay đầu tiên này cũng là cơ sở ban đầu cho sự hợp tác về khoa học công nghệ trong lĩnh vực vũ trụ của các nhà khoa học Việt Nam. Phạm Tuân được phong Anh hùng Lao động Việt Nam năm 1980. Ông cũng trở thành một trong những người nước ngoài đầu tiên được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô và Huân chương Lenin. Phạm Tuân từng giữ chức Phó Tư lệnh về Chính trị Quân chủng Không quân, Phó Chủ nhiệm về Chính trị Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Từ năm 2000, ông mang quân hàm Trung tướng, giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng. Ngày 1 tháng 1 năm 2008, ông nghỉ hưu theo quyết định của Chính phủ. Ông hiện sống ở Hà Nội. 4. Phạm Tuân, niềm tự hào của đồng đội và thế hệ trẻ. Đại tá phi công Vũ Đình Dạ, nguyên cán bộ Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân nói rằng: nếu như trận đánh của tôi và đồng đội đêm ngày 20 tháng 11 năm 1971 đã hạ gục pháo đài bay B-52 của Mỹ, đã khẳng định được sự chỉ đạo sáng suốt của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và tinh thần cách mạng tiến công của Không quân Nhân dân Việt Nam, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam,
đồng thời là đòn phủ đầu của không quân ta, khiến cho đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai phải choáng váng. Thì trận Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972, Phạm Tuân và Vũ Xuân Thiều đã giáng đòn quyết định, bắn rơi tại chỗ B-52, hạ gục biểu tượng sức mạnh của không quân Hoa Kỳ. Cháu Phạm Bảo Châu, học sinh của trường Vinschool, thành phố Hà Nội, chia sẻ rằng: Cháu vẫn thường kể cho bạn bè nghe về quê hương mình, chính là quê hương của anh hùng Phạm Tuân. Miền quê nằm ven con sông Trà Lý trong xanh. Không chỉ được biết ông qua sách báo, mỗi dịp về quê, cháu được ông nội kể cho nghe nhiều hơn những câu chuyện về người đầu tiên của châu Á bay vào vũ trụ, người đã làm rạng xanh quê hương. Là thế hệ hôm nay lớn lên khi đất nước đã yên bình, chúng cháu càng quý trọng và biết ơn công lao của các thế hệ đi trước. Cháu hứa sẽ ra sức học tập, noi theo tấm gương anh hùng Phạm Tuân để mai này đóng góp cho công sức của mình xây dựng quê hương, đất nước. Các bạn vừa theo dõi Anh hùng Phạm Tuân. Đừng bao giờ quên 12 ngày đêm lịch sử. Các bạn có cảm nhận gì về người phi công huyền thoại này? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phía dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.